Xe tắt máy cho anh Thắng này. Máy đang kế kết nối này. Hiện tại em bay được 300m độ xa nhá. Và K40 này. Đây. Hình ảnh vẫn kết nối ok này. Lên và xuống này. Lên xuống này. Ok. Cho quay về. Thì cái pin anh gửi cho bên em bị phồng. Không test được cách xa đảm bảo bằng pin của bên của anh nên là đang test pin bên em nhé. Pin của anh trai thôi. Hai như vậy nhỉ. Như này rồi lại còn test chức năng máy nữa. Còn cục nữa. Viên mình cũng chạy. Anh có chức năng ok rồi. Máy của anh bị lỗi cái mạch wifi và mạch hình ảnh nhé. Thì lỗi kết nối chập chờn và lúc kết nối được thì không có hình ảnh nhé.